Chỉ có 10.000 đồng cho một món đồ như thế này. Không chỉ món đồ này mà rất nhiều món đồ ở đây giá chỉ có 10.000 đồng. Và những phiên chợ xuân như thế này thì nó rất là phù hợp với túi tiền của công nhân, đặc biệt là vào những ngày cận Tết như thế này, khi mà nhu cầu mua sắm Tết đang rất là cao. Thế em thấy là phiên chợ này giá cả hợp lý, đủ túi tiền cho công nhân để mua tiêu dùng theo những ngày Tết. Thì thấy nó rẻ và đẹp. Thì cũng đi ăn dịp Tết thì mua đồ về sắm Tết rồi vậy. Phiên chợ xuân cho công nhân do Hội Doanh nghiệp Khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại các khu chế xuất và khu công nghiệp. Phiên chợ này vừa giúp công nhân mua sắm Tết, vừa gây quỹ tặng quà Tết cho công nhân nghèo. Chương trình diễn ra trong một tuần.